Mourinho đang có cơ hội là huấn luyện viên duy nhất trên thế giới giành đủ 3 cúp châu Âu của thời hiện đại, và những người luôn yêu quý ông chắc chắn sẽ dở lại những cuốn băng lịch sử đó để nhớ về điều ấy. Có rất nhiều người bắt đầu yêu ông bởi cú chạy dọc đường biên tại sân Old Trafford, nhưng có rất nhiều người sẽ mãi mãi thần tượng ông bởi những đường chạy vòng quanh sân Camp Nou sau chiến tích huy hoàng ông tạo ra cho Barcelona hùng mạnh thời điểm ấy. Chúng ta cần phải nhớ lại về những chi tiết nhỏ nhất ở mùa giải ấy để hiểu rằng tại sao chiến thắng của Mourinho lại được đánh giá cao đến thế. Trước mùa, ông bắt ngôi sao sáng nhất Ibra cho Barca. Ông mang về hầu hết những cầu thủ là hàng hết đát theo đánh giá của nhiều người. Nhưng tất cả đều trở nên đặc biệt dưới tay của người đặc biệt. Snyder nói rằng mình có thể chết vì Mourinho và anh đã chiến đấu như vậy thật. Diogo Merito chơi một mùa giải để đời và đến giờ người ta vẫn phải tự hỏi nhau rằng năng lượng nào được bơm vào cầu thủ này để khiến anh chơi thăng hoa đến vậy. Rồi Eto, Materazzi, rồi Lucio, tất cả đã tạo nên một Inter Milan vĩ đại trong mắt người hâm mộ của họ. Mà tôi tin rằng dù có vô địch bao nhiêu lần thì trong tâm khảm của họ, Inter mùa giải 2009-2010 vẫn là một Inter Milan trọn vẹn nhất, cảm xúc nhất, lãng mạn nhất theo kiểu mà người Ý thường mê đắm. Hãy cùng tôi trải nghiệm lại ngay bây giờ. Đó là sự phấn khích, sẽ lẫn niềm vui sướng tột độ của một bình luận viên sau khi Diogo Milito xé thủng lưới Hansjoegh lần thứ hai trong trận đấu. Anh chàng như đốt cháy cả dây thanh quản của mình sau bàn thắng một chân sút người Argentina. Kết hợp cùng hàng vạn con người đang nhảy lên không ngừng, miệng phát ra những âm thanh mà có lẽ không tiếng trống tiếng kèn nào có thể chọi lại. Không gian như bị xé toạc, thời gian như chẳng còn tồn tại. Để rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu từ trọng tài Howard Webb cất lên, một lần nữa, không khí cuồng nhiệt bao trùm lấy thánh địa Bernabeu, nhưng thay vì là màu trắng của Real, sắc xanh đen lại bao trùm bầu trời Madrid ở đêm ấy. Những lá cờ Inter Milan tung bay trên khắp khán đài khu vực của các cổ động viên của Nerazzurri và đâu đó vang lên những câu hát của Pazza Inter, bài hát truyền thống của câu lạc bộ đến từ Italia. Vào thời khắc tất cả đều mong đợi, Javier Zanetti, người cận vệ đã tận tụy phục vụ Inter Milan suốt 15 năm, đón nhận chiếc cúp tai voi danh giá. Anh giơ cao nó lên và cùng các đồng đội hét lớn với niềm hạnh phúc tột độ như một đứa trẻ vừa bóc tem một món quà sinh nhật tuyệt vời. Chiếc cúp đó đã kết thúc 45 năm dài chờ đợi để sắc xanh đen thành Milan phủ lấy trời Âu. Chiếc cúp giúp chủ tịch Massimo Moratti vượt qua người cha vĩ đại của mình khi ông đã đưa Inter Milan đến với mùa giải thành công nhất lịch sử câu lạc bộ. Và chiếc cúp đánh dấu cú ăn ba đầu tiên của nửa xanh đen thành Milan khi trước đó họ đã mang về phòng truyền thống của sân Giuseppe Meazza chức vô địch Scudetto cũng như Coppa Italia. Đó là điều các Nerazzurri luôn vỗ ngực tự hào. Có thể họ không có nhiều lần vô địch Serie A như Juventus hay cũng chẳng nhiều cúp C1 bằng gã hàng xóm AC Milan. Nhưng Inter Milan là đội bóng đến từ Italia đầu tiên lẫn duy nhất đến thời điểm hiện tại hoàn thành cú hat-trick danh hiệu vĩ đại như thế. Tất nhiên, mọi hành trình vĩ đại đều có sự khởi đầu. Với Inter, khởi nguyên cho cú ăn ba ấy là khi mùa giải 2007-2008 khép lại cùng chiếc cúp Scudetto lần thứ 16. Vui mừng, hân hoan chắc chắn là những cảm xúc buộc phải có trong ngày đăng quang. Thế nhưng người hâm mộ Inter cũng chẳng mấy hào hứng với lần thứ 3 liên tiếp vô địch dưới triều đại của huấn luyện viên Roberto Mancini. Chưa kể trước đó, họ vừa trải qua hai thất bại quá đau đớn. Tại Coppa Italia, AS Roma đả bại Inter Milan, y hệt như cái cách bầy sói đã làm với đoàn quân huấn luyện viên Mancini một năm trước đó, cũng tại đấu trường siêu cúp nước Ý. Champions League lại là câu chuyện bi thảm hơn, và được xem là nguồn cơn cho sự kết thúc của triều đại Roberto Mancini tại Inter. Chạm trán Liverpool ở vòng 1/8, Inter Milan đã đón nhận thất bại 2-0 khi hành quân đến Anfield ở trận lượt đi. Và nỗi thất vọng được đẩy lên cùng cực khi Fernando Torres ghi bàn thắng duy nhất ở trận lượt về, khiến Giuseppe Meazza câm lặng. Sức ép dành cho Mancini khi đó rất lớn. Với người hâm mộ, thất bại này nối dài thêm giấc mộng lên ngôi Champions League, điều mà gần nửa thế kỷ họ không được nếm trải. Với chủ tịch Moratti, đó là một tiếng thở dài khi ông vẫn chưa thể làm được những gì mà người cha vĩ đại của mình đã làm với câu lạc bộ này. Chẳng biết có phải do không giữ được bình tĩnh hay không mà huấn luyện viên Mancini lại buông ra một tuyên bố mà có lẽ đến tận bây giờ chính ông cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ gì khi ấy. Tôi nghĩ 2,5 tháng sắp tới là thời gian cuối cùng tôi ngồi ở băng ghế chỉ đạo của câu lạc bộ. Sau 4 năm và thậm chí nếu hợp đồng vẫn còn 4 năm nữa thì tôi vẫn sẽ ra đi vào cuối mùa bóng. Cần biết rằng khi đó hợp đồng của Mancini với Inter còn tận đến năm 2012. Chủ tịch câu lạc bộ Moratti không bình luận gì về tuyên bố của Mancini, nhưng nhà cầm quân sinh năm 1964 nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời. Vài ngày sau tuyên bố ấy, Mancini phân trần đó là những lời bồng bột và ông rút lại quyết định ấy để ở lại với Nerazzurri. Thế nhưng quân tử nhất ngôn, và Mancini cũng biết ông xong rồi. Triều đại của ông tại Inter sẽ kết thúc ở năm thứ 4.
Chẳng cần mùa giải khép lại, người ta cũng thấy được sự khủng hoảng bên trong đội bóng do Mancini dẫn dắt. Inter đánh rơi những điểm số quan trọng. Đến vòng đấu cuối, ngay cả bệnh binh như Ibrahimovic cũng xỏ giày ra sân và ghi bàn, giúp Inter bảo vệ thành công ngôi vương Serie A. Thế nhưng như đã đề cập, đó là lần cuối cùng Mancini được nâng cúp tại Inter Milan, khép lại triều đại của Mancini và đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới dưới sự lèo lái của một cái tên khác, người mà ban lãnh đạo Inter Milan tin rằng biết cách để đưa câu lạc bộ đến giấc mơ ở Champions League, Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ trước đó đã tạo tiếng vang khi dẫn dắt Chelsea, biến The Blue trở thành một thế lực đáng gờm tại ngoại Anh, cũng như lọt vào đến bán kết Champions League mùa 2004-2005. Trước đó nữa, người đặc biệt đã đưa Porto lên đỉnh trời Âu và câu chuyện cổ tích mà người ta vẫn còn nhắc mãi. Trong họp báo ra mắt, một phóng viên hỏi liệu những Frank Lampard, Drogba hay Park Hwan-ho có theo chân ông đến Inter. Mourinho đã cười trừ, đáp rằng mình không muốn nói về cầu thủ đội khác và thả một câu nói mà đến ngày hôm nay cánh truyền thông Italia vẫn còn chết mê chết mệt. Tôi không phải thằng ngu, rất to và rõ ràng bằng tiếng Ý. Mùa đầu tiên của Mourinho tại Inter không thật sự quá nổi trội so với người tiền nhiệm. Ông vẫn giúp Inter thống trị Serie A với chiếc cúp Scudetto thứ 17. Nhưng trong bối cảnh Juventus vừa thoát khỏi Serie B vì Calciopoli không lâu, còn những AC Milan, Fiorentina và Lazio cũng phải chịu những hình phạt nặng nề, thì chức vô địch quốc nội chỉ là mục tiêu tối thiểu, chẳng phải chiến tích gì tự hào cho cam. Họ vẫn trắng tay ở Coppa Italia khi thua AC Milan bẽ bảng với tổng tỷ số 1-3 sau hai lượt trận chung kết. Còn tại Champions League, Inter tiếp tục bị loại ngay từ vòng 1/8 sau thất bại trước Manchester United. Tin đồn về một cuộc chia tay lại nổ ra, báo chí Italia kháo nhau người đặc biệt sẽ bị sa thải, thậm chí còn moi móc ở đâu câu chuyện ông và chủ tịch Moratti mâu thuẫn. Tôi có đọc được trên báo rằng Inter đã tìm được những người có thể thay thế tôi, nhưng có vấn đề gì đâu, nếu họ sa thải chỉ sau một tuần là tôi tìm được việc mới ngay mà. Mourinho đã ngạo nghễ đáp trả lại những lời đồn như thế. Ông không nói phét khi Real Madrid thời điểm đó được cho sẵn sàng đón Mourinho về Bernabeu. Nhưng ban lãnh đạo Inter vẫn kiên nhẫn với Mourinho, chủ tịch Moratti vẫn kiên nhẫn với người đặc biệt. Chia sẻ với tờ The Athletic sau này, Mourinho bồi hồi nhớ lại. Bị loại khỏi Champions League năm ấy khiến tôi tức giận, đó là lần đầu tôi bộc lộ cảm xúc của mình. Moratti đã đề nghị tôi ở lại, tôi đáp, đồng ý, vì tôi đến đây để biến giấc mơ của ông với Inter thành hiện thực. Và đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời làm chủ tịch của ông trùm dầu mỏ gốc Milano này. Inter khởi đầu mùa hè 2009 bằng cách đẩy Ibrahimovic sang Barca. Trên thực tế, Moratti không hề muốn tiền đạo người Thụy Điển rời đi, nhưng phía Blaugrana đặt lên bàn đàm phán 46 triệu euro cùng với Samuel Eto'o, đó là cái giá Inter không thể chối từ. Đó mới chỉ là phát súng đầu tiên trong cuộc tất tay của Inter Milan trong mùa hè năm ấy. Lucio cập bến từ Bayern Munich để giúp hàng thủ Inter linh hoạt hơn. Nửa xanh thành Milan đánh đổi tương lai khi đưa Leonardo Bonucci tới Genoa để đổi lấy tiền vệ trung tâm Thiago Motta và tiền đạo Diogo Melito. Và phát súng cuối cùng cũng là quan trọng bậc nhất xảy ra vào những giờ chót của thị trường chuyển nhượng. Mourinho đã nhắn tin cho Wesley Sneijder, cầu thủ bị Real giao bán sau khi họ chiêu mộ Cristiano Ronaldo và Kaká, và tiền vệ người Hà Lan sau này thừa nhận đoạn chat của người đặc biệt đã đưa anh cập bến Giuseppe Meazza. Á quân World Cup 2010 hạ cánh xuống sân bay Malpensa chỉ ít giờ trước trận derby Milano. Sneijder ngay lập tức xỏ giày vào sân. Chơi khoảng 20 phút cuối, anh không ghi bàn, nhưng không ai phủ nhận tầm ảnh hưởng của anh và chiến thắng 4-0 hôm đó của Inter trước đại kình địch. Đó cũng là mảnh ghép cuối cùng để Mourinho cùng câu lạc bộ chinh phục mùa giải 2009-2010 với sứ mệnh mang lại sự vĩ đại cho Inter Milan. Những chặng đường nào đến thành công mà giải bước trên hoa hồng cơ? Đã có thời khắc đoàn quân của Mourinho đã cận kề với cửa tử. Inter thiếu chút nữa bị loại sớm ở cúp C1 khi họ liên tiếp bị các đối thủ khai thác ở hai biên. Họ hòa 3 trận vòng bảng đầu tiên và bị Dynamo Kiev dẫn 0-1 cho tới những phút cuối cùng của trận đấu quyết định. Nhưng khoảnh khắc tỏa sáng của Sneijder cùng cú đá hỏng may mắn của Milito giúp Nezazzurri ngược dòng giành chiến thắng quan trọng vào phút chót trên sân Kiev. Còn ở đấu trường quốc nội, họ chỉ thắng 5 trên 14 trận ở Serie A trong thời gian từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 4. Hậu quả, AS Roma chiếm mất ngôi đầu bảng. Nhưng đúng lúc khó khăn, Mourinho thể hiện khả năng đắc nhân tâm của mình với các học trò bằng cách công kích trọng tài, chỉ trích giới truyền thông, gọi các nhà báo là lũ điếm tri thức. Chiêu trò của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã phát huy tác dụng khi cầu thủ Inter Milan hoàn toàn bị ông thu phục. Sneijder tuyên bố sẵn sàng chiến đấu và chết vì Mourinho. Stankovic nói không ngần ngại quăng mình vào lửa. Eto chấp nhận đá hậu vệ trong hơn một giờ sau khi Thiago Motta bị đuổi ở trận bán kết lượt về cúp C1 với Barca. Mourinho đã truyền được cho các cầu thủ sự tự tin và khả năng chịu áp lực cực tốt vào những thời điểm quan trọng của mùa giải. Inter Milan nhờ thế đã vượt qua những nỗi ám ảnh thất bại của quá khứ để hướng đến thành công ở phía trước, hướng đến cú ăn ba vĩ đại chưa từng có trong lịch sử đội bóng. Cuộc đua Serie A năm ấy là một trong những mùa giải gay cấn nhất lịch sử bóng đá nước Ý. Inter Milan và AS Roma so kè từng điểm số trên bảng xếp hạng.
đã có lúc tưởng chừng Inter đánh mất ngôi vương khi họ để Juventus cầm hòa không đều trong suốt 75 phút trận Derby Italia giai đoạn lượt về. Nhưng bàn thắng quyết định của Maicon đã giúp con tàu Inter không bị trượt khỏi đường ray Scudetto. Để rồi ở vòng đấu cuối, pha lập công duy nhất của Milito vào lưới của Siena giúp Inter lần thứ 18 đăng quang tại đấu trường quốc nội và cũng là danh hiệu thứ hai mà thầy trò Mourinho giành được ở mùa giải ấy. Trước đó, Milito đã giúp Inter phục hận thành công trước AS Roma tại chung kết Coppa Italia với cú dứt điểm mang về chiến thắng tối thiểu cho đội nhà. Chỉ còn một chiếc cúp nữa, quân ba vĩ đại sẽ hoàn thành, chiếc cúp mang tên Champions League. Với hành trình chật vật tại vòng bảng, Inter không được đánh giá quá cao về khả năng cạnh tranh vô địch. Với sức mạnh, họ chẳng thể so bì được với Bayern Munich hay Barcelona thời điểm đó. Nhưng như Frank Beckenbauer từng khẳng định, kẻ mạnh chưa chắc thắng và kẻ thắng mới là kẻ mạnh. Mùa giải năm ấy Inter Milan là một kẻ như thế. Sau khi vượt qua Chelsea ở vòng 1/8 và CSKA Moscow tại tứ kết, Inter Milan đụng độ đương kim vô địch Barcelona. Blaugrana của Pep Guardiola được xem như tập thể mạnh nhất thế giới với triết lý tấn công kiểm soát bóng mà sau này đã trở thành xu hướng của bóng đá toàn cầu, thật trái ngược với trường phái thực dụng mà Mourinho lấy làm kim chỉ nam. Nhưng may mắn đã phần nào đứng về phía Inter, Barca không thể đi đường thẳng đến Milan để đá trận bán kết lượt đi cúp C1 với họ do núi lửa Iceland phun trào và do phải đi đường vòng nên Barca mất sức nhiều hơn. Yếu tố góp phần khiến họ thất bại 1-3 trước Inter ở Meza. Snyder, Maicon và Milito đều nổ súng trong thắng lợi khiến giới túc cầu ngỡ ngàng ấy. Inter không thể chơi như thế ở trận lượt về khi Motta nhận thẻ đỏ chỉ sau 30 phút. Chiếc thẻ đỏ của Motta đến sau hình ảnh kinh điển nằm sân ôm mặt nhưng mắt tì hí của Sergio Busquets. Nhưng tất cả những gì Barca có thể làm là một bàn thắng vào lưới Julio Cesar của Gerard Piqué cùng 84% thời lượng kiểm soát bóng. Có kẻ gọi đó là chiến thắng xấu xí, nhưng với Mourinho, thắng là thắng. Và cú ăn ba chỉ còn cách họ một trận thắng nữa mà thôi. Đối thủ lần này là Bayern Munich, kẻ cũng khát khao ăn ba không kém Inter khi Hùng Xám đã lên ngôi tại Bundesliga cũng như siêu cúp Đức. Bước vào 90 phút trên sân khấu Bernabeu, Inter Milan dưới sự chỉ đạo của người đặc biệt đã thi đấu đầy hợp lý với phong cách phòng ngự phản công chứ danh của Mourinho. Bayern Munich khi đó được dẫn dắt bởi Luis Van Gaal làm chủ phần lớn thế trận, nhưng không tài nào một lần xuyên thủng mảnh lưới của Inter và họ đã phải trả giá. Milito thật phi thường. Milito ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng Roma 1-0 ở chung kết cúp Italia, ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Siena và đoạt Scudetto, rồi ghi cả hai bàn thắng trước Bayern Munich ở chung kết Champions League 2010. Đáng kinh ngạc, Mourinho bồi hồi kể lại là Milito với một cú đúp tuyệt đẹp vào lưới của Bayern Munich, với Snyder kiến tạo bàn đầu tiên và châm ngòi cho bàn thắng còn lại và những gì sau đó thuộc về lịch sử. Khi Zanetti đặt chiếc cúp Champions League lên đầu, Inter đi vào sách kỷ lục bóng đá Italia. Moratti cũng thỏa giấc mơ hàng thập kỷ. Với Mourinho, ông nở nụ cười mãn nguyện và thông báo sẽ rời Inter sau đó để đến với thử thách mới mang tên Real Madrid. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng những ký ức về mùa giải ăn ba vĩ đại ấy luôn nằm sâu trong tâm trí lẫn linh hồn của mỗi người hâm mộ Inter Milan.